Tiểu thuyết Stephanie Ngọn Lửa Tình, tác giả Marcel Gobineau, người dịch Vũ Đình Phong, người đọc Trân Châu. Chương 6: Sự phát hiện của Asin Resmond. Stephanie dò tấm khăn ăn đặt xuống cạnh dĩa, đưa tay mời mọi người sang phòng khách dùng cà phê. Nàng thầm nghĩ chỉ một hoặc hai tiếng đồng hồ trò chuyện nữa là kết thúc bữa tiệc gia đình hôm nay. Mục đích giới thiệu Jean Canalec với mọi người, một nghi lễ giới thiệu chính thức mà nàng thực hiện theo lời khuyên của em May. Bao giờ cũng ăn mặc sang trọng đúng nguyên tắc, trong bộ quân phục đại tá thẳng nếp. Hôm nay Rene chọn mặc bộ Âu phục dân sự để giữ bữa tiệc thân mật trong nội bộ gia đình. Ngay khi ông bà Jean, bà François, hai đứa con trai sinh đôi của nàng và Jean đến, Rene đã tỏ ra hết sức niềm nở, lịch sự đến mức làm nàng ngạc nhiên. Thưa ông Candelet, tôi rất hân hạnh được gặp ông. Tôi biết cụ Jacques Dittervin rất quý thân sinh ông. Tôi biết vợ tôi đã chịu ơn ông rất nhiều trong thời gian cô ấy lưu lại trên đảo vì công việc của công ty. Tên ông rất giống tên bà chị dâu họ của tôi, cũng quê ở vùng Bretagne. Tên bà chị dâu họ của tôi là phu nhân Erwan Monteux de Canlec. Stephanie tuy miệng tươi cười, nhưng thâm tâm tự hỏi, không biết Stephanie làm thân với Jean để làm gì. Phải chăng chồng nàng mưu đồ chuyện gì? Bởi khi con người ta nhận đồng hương là định bắt thần thật sự. Nàng nhìn Jean, thấy anh nở nụ cười sung sướng đáp, dâng, hai cái họ chỉ khác nhau rất ít, Canlec và Candelec. Rene nghiêm giọng nói tiếp, thưa ông, tôi là quân nhân và tôi đặt rất cao hai khái niệm tình yêu và danh dự. Stephanie đã thấy rõ, Rene đang lôi Jean vào chuyện gì đó. Nàng thấy trong bữa ăn, Rene không chỉ tranh thủ Jean một cách đặc biệt, mà lấy lòng cả hai ông bà Jacques và François Distervin. Rene gợi lại tình thân với ông Jacques, với ông già Yves Candelet, trò chuyện về gỗ, về Nickel, về kinh doanh của công ty Phúc Diêm. Jean có vẻ bị tài nói chuyện của Rene thu hút. Anh hào hứng kể Rene nghe về hòn đảo quê hương của anh. Thoạt đầu thấy chồng sửng sốt trước vẻ đẹp siêu đẳng của Jean, Stephanie đã giật mình. Nàng cảm thấy trong cặp mắt Rene như thoáng hiện ra câu hỏi, liệu thằng cha Caledoni này nó ngủ với vợ mình chưa? Chắc là ngủ rồi. Nhưng dần dần thấy hai người trò chuyện thân tình, Stephanie hơi yên tâm. Điều lo ngại lúc nãy của nàng là không đúng, Rene không nghi ngờ gì hết, không hề ghen với Jean. Nàng thầm nghĩ, xưa nay chồng bao giờ chẳng hợp với nhân tình, bởi họ cùng gu giống nhau mà lại. Và Jean, cô còn là nhân tình của mình nữa đâu? Mình quên mất. Stephanie nghĩ đến Boris. Boris mới thật sự là người nàng yêu, là cuộc sống của nàng, là tương lai của cuộc đời nàng. Ở đây vẫn tiếp tục lịch sự niềm nở với khách, đúng tư cách chủ nhân. Sau khi khéo léo lấy lòng ông già Sọt và bà François, Rene lại quay sang Jean. Chắc chắn ông sẽ nhân dịp này thăm lại gốc gác quê hương Bretagne. Đây là một vùng tuyệt đẹp. Tôi rất yêu Bretagne với những núi đá, với đại dương, với những cánh rừng sực nước, mùi iốt không thể nào quên. Quê chính gốc của ông là tại làng Châteauneuf du Fau. Thưa ông, tôi biết làng ấy cách bờ biển khoảng 3-40 cây số. Đấy là nơi khí hậu rất tốt, gió đại tây dương thổi vào ấm áp. À, thưa ông Candelet, tôi muốn nghe thêm về những dự định của ông về cải tiến kỹ thuật, khai thác mỏ Nickel ở đảo Caledonia. Thế là Jean lại sai sư kể Rene nghe về hòn đảo, về cư dân ở đó, và đột nhiên anh quay sang Stephanie. Thưa phu nhân Dittervin, chắc phu nhân còn nhớ hôm chúng ta. Stephanie lại bắt gặp một thoáng uất hận lướt rất nhanh trong ánh mắt Rene, rồi lập tức biến đi ngay. Nàng thấy cả những ngón tay của chồng bấu chặt vào thành ghế để kìm cơn ghen tuông. Nhưng Rene rất có tài kiềm chế những cảm xúc bộc phát có hại. Ngoài nàng ra, có lẽ không ai nhận thấy tâm trạng đó của Rene, mà chỉ thấy anh là người chủ niềm nở và thật sự chưa dẻ trong bữa tiệc hôm nay. Jean cũng chỉ thấy lỡ lời, một sự lỡ lời đơn giản không làm ai mất lòng. Ôi, xin lỗi, ý tôi định nói là phu nhân Gerson. Stephanie thì đọc được khá rõ trong ánh mắt căm giận của Rene vừa lướt qua. Vậy là vợ ta sang đó đã vứt tên ta đi. Sang đó cô ta xưng danh là phu nhân Dittervin, lấy lại tên chồng cũ, chồng đầu tiên của cô ta. Cô ta đã làm nhục mình, trắng trợn gạt mình ra ngoài lề. Trước khi mọi người ra về, Rene nắm chặt bàn tay Jean nói,
Tôi rất sung sướng được gặp và làm quen với ông, thưa ông Candlelight thân mến. Hôm nay tôi lại may mắn được nghe rất nhiều chuyện lý thú về công việc và cuộc sống của ông ngoài đảo. Tôi hy vọng sẽ được gặp ông nữa. Vậy nếu ông không bận, xin mời ông ngày mai đến tôi, tốt nhất là đầu giờ buổi chiều tại Học viện Sĩ quan, được không thưa ông? Tốt lắm, tôi sẽ chờ ông tại đó. Stephanie hoảng hồn, Rene định gặp riêng với anh để làm gì? Nàng linh cảm thấy mục đích cuộc gặp gỡ đó nhằm làm hại nàng. Nhưng cụ thể là làm hại thế nào? Stephanie nghĩ, hay mai nàng đi cùng với anh đến đó, không để hai người gặp riêng nhau? Hay nàng gặp riêng với anh báo trước để anh cảnh giác, không rơi vào mưu mẹo của Rene? Cả hai cách đó đều không được. Sau khi mọi người đã ra về, Rene quay lại vợ, âu yếm ôm vợ. Buổi tối hôm nay rất tuyệt, em thấy không? Anh chàng Candlelight ấy đúng là đáng mến, hòn đảo đó đúng là đáng yêu. Vậy mà em yêu, sao em không kể gì với anh về cuộc sống ở em mồi đó? Chắc chắn có bao nhiêu điều lý thú. Nguyên phong cảnh ở đó và phong tục thổ dân Canak cũng có bao nhiêu điều kỳ lạ rồi. Ôi, Sene, Stephanie nói, em chúi mũi vào công việc. Nào khai thác gỗ, nào công việc ở mỏ, đâu còn lúc ngắm phong cảnh hay tìm hiểu phong tục của thổ dân. Ôi, Stephanie, em biết anh yêu em đến chừng nào không? Rene lãng chuyện hôn vợ đầm thắm, rồi cứ ôm chặt nàng như thế, dìu nàng lên gác. Stephanie thấy hai cánh tay của Rene cứng như hai gọng kìm siết chặt nàng. Chiều hôm sau, ngồi trong gian phòng Phúc Vivian, ruột gan Stephanie như lửa đốt, không biết lúc này đang diễn ra chuyện gì. Chẳng lẽ ta vào đốt 24 ngọn nến trên nhà thờ Notre Dame de Victor? Đây là nhà thờ gần Phúc Vivian nhất, lúc này đã 2 giờ rưỡi chiều. Stephanie hình dung gian đến trường sĩ quan, Rene niềm nở đón tiếp và thầm tự nhủ, vậy là chỉ có hai chúng ta. Rene muốn đồ gì vậy? Sáng nay gian đã tỏ thái độ tấn công. Anh ta nói với nàng, tôi rất có cảm tình với ông Rene de Gensham, nhưng ông ta sẽ lầm nếu tưởng tôi rơi vào bẫy của ông ta. Phu nhân yên tâm, tôi sẽ không dại dột để ông ta xỏ mũi đâu. Tôi sẽ nói rất nhiều chuyện nhưng ông ta sẽ không lợi dụng được gì ở tôi hết. Thấy thái độ dứt khoát của Jan, Stephanie bỏ ý định trách anh vì câu nói hở tối qua. Thưa phu nhân Dittervin, nhắc lại chuyện đó chẳng để làm gì. Thậm chí càng nhắc, Jan càng bị ám ảnh và dám gặp lại sai lầm lắm. Nàng quyết định thản nhiên tươi cười chìa tay ra cho Jan. Chúc ông gặp gỡ vui vẻ với chồng tôi, ông Candlelight. Stephanie làm như không băn khoăn chút nào. Tuy nhiên nàng không gạt được nỗi lo ngấm ngầm trong tâm trí. Hai người kia ngộ với nhau. Rene thâm hiểm, trong khi Jan là chân thật và khờ khạo. Anh vẫn còn đang ấm ức về chuyện nàng khước từ quan hệ tiếp tục với anh. Nàng một mực, mối tình của chúng ta tuyệt đẹp. Tôi rất biết ơn anh, nhưng mối tình đó đã lui vào dĩ vãng. Chúng ta chỉ nên giữ lại kỷ niệm đẹp về nhau. Stephanie không thể ngồi yên một chỗ. Nàng la cà hết phòng này sang phòng khác, trò chuyện với mọi người để quên đi nỗi băn khoăn, cho tới lúc nàng đến với Boris. Chỉ khi nằm trong vòng tay của Boris, Stephanie mới thấy nhẹ nhõm. Ôi, Boris, chỉ khi bên chàng, Stephanie mới quên được mọi băn khoăn lo lắng, mọi nỗi sợ về mọi nguy hiểm đang treo lơ lửng trên đầu. Chỉ khi có chàng bên cạnh, nàng mới thanh thản đầu óc và không muốn nghĩ đến bất cứ thứ gì khác ngoài cảm giác sung sướng được chàng âu yếm vuốt ve, được cảm giác thân thể chàng đè nặng lên thân thể nàng, được trìu mến thọc tay vào làn tóc mềm mại của chàng, vuốt ve làn da thân thuộc của chàng. Hôm nay Stephanie cố tình rời Boris muộn hơn một chút, cốt để về nhà sau Rene với dáng điệu của một người quá bận công việc ở văn phòng công ty. Nàng nghĩ vẻ mặt mệt mỏi vì công việc sẽ giúp nàng giấu đi nỗi lo lắng khó không lộ ra trên nét mặt, nỗi lo về cuộc gặp gỡ giữa Rene và Jan. Stephanie vừa bước vào tiền sảnh, Rene đã trong phòng khách đi nhanh ra đón, như thể anh ta đã mong vợ từ lâu. Lạ thay, thái độ mệt mỏi mà nàng đã chuẩn bị đột nhiên biến thành thái độ đề phòng, chuẩn bị những câu chất vấn của chồng sau khi anh ta tiếp xúc với nhân tình ngoài đảo của nàng. Có chuyện gì vậy? Có tin gì xấu chăng các con? Rene đáp, không có gì hết, chỉ đơn giản là anh đang chờ em. Ôi, anh làm em giật mình, để em thở đã nào. Nhìn chồng, Stephanie biết ngay là không có chuyện gì. Thậm chí nét mặt Rene còn lộ vẻ hớn hở, hai mắt sáng rực. Rene cầm hai bàn tay vợ, trách yêu. Bây giờ anh thấy rõ em vẫn coi anh là thằng đính đần độn, một tên cạo giấy ở văn phòng, một anh chồng khô cằn.
Giá như không có ông bạn Candlelight kia thì anh chả biết tí gì về cuộc sống của em ngoài đảo Nouvelle Caledonia. Renee nheo mắt, nửa trêu, nửa trách yêu. Em chẳng kể với anh về bao nhiêu chuyện lý thú em đã trải qua ở đảo. Chuyện em bị thổ dân bắt cóc, chuyện em trốn ra thoát, chuyện đám thổ dân ở đó gọi em là nữ chủ soái và bao nhiêu chuyện ly kỳ khác. Thậm chí Jan ở đây ngần ấy ngày mà mãi hôm qua em mới cho anh được tiếp xúc với cậu ta. Jan, cậu ta, vậy ra chồng nàng đã thân thiết với Jan đến mức như vậy rồi sao? Điềm lành hay điềm dữ? Chắc là lành, bởi vẻ mặt tươi tỉnh của Rene như thế kìa. Tuy nhiên trong đầu Stephanie vẫn chưa hết mối lo ngại. Mai có ông Candlelight kể, em càng đỡ phải kể nữa, bởi sớm muộn gì em cũng phải kể những chuyện đó anh nghe. Nàng nhếch miệng nở nụ cười rất tươi với chồng. Rene vẫn hào hứng nói, phải công nhận Jan là anh chàng rất đáng yêu. Anh phải tổ chức giới thiệu cậu ta với vợ chồng Ashim mới được, mà phải giới thiệu ngay để họ làm quen, bởi Jan sẽ không ở đây lâu, đúng không em? Cậu ta chỉ ở Paris 3 tháng nữa là cùng. Cậu ta nói với anh như vậy, rất tiếc là chúng ta không thể giữ cậu ta lại đây thêm 3 tháng nữa, quá ít. Vẫn nụ cười tươi rói trên môi, Stephanie lặng đi không nói được một lời, đúng là quá quá. Nàng đang mong Jan chóng rời khỏi đây để nàng được yên ổn, vậy mà Rene lại dường như năn nỉ nàng giữ Jan ở lại thêm nữa. Jan phải đi, nếu anh ta không chịu đi, mình sẽ túm cổ anh ta quăng lên bon tàu Araucaria, Stephanie thầm nghĩ. Tiếp đó, Stephanie nghe Rene ba qua kể về Jan, chồng nàng kể giọng khoái trá, khiến nàng có cảm tưởng Rene quý Jan không hơn gì quý một con vật trong vườn bách thú. Càng nghe, nàng càng thấy Rene đang thu phục Jan và sử dụng anh ta vào mưu mô thâm độc nào đó, chắc chắn để chống lại nàng. Emme đã nhắc nàng cảnh giác đối tượng Rene, làm hại là nàng chứ không phải ai khác. Jan hay Boris chỉ là đối tượng trung gian, Rene thông qua đó để làm hại nàng, buộc vợ phải khuất phục. Anh mạn phép em mời Ashin và Amelie cùng cháu Ki đến nhà mình ăn tối hôm nay. Em không giận anh chứ? Anh dám tự động làm chuyện đó mà chưa hỏi ý kiến em, vì anh đang đà phấn khởi sau cuộc trò chuyện vô cùng lý thú với Jan chiều nay. Là Jan, sao Rene quý anh ta đến thế? Mỗi lúc Stephanie càng thấy mối nguy hiểm đang đến gần, tấm lưới Rene chăng ra sắp chụp xuống đầu nàng đây. Ôi, em rất vui, em mời anh chị Westmont đến ăn ở nhà mình tối nay là rất đúng. Em cũng đang muốn gặp hai anh chị ấy, em phải cảm ơn anh ấy chứ Rene. Tối hôm ấy, Amelie, Ashin và Becky đến. Jan được họ tiếp đón hết sức niềm nở. Trong bữa tiệc, Jan trở thành người hùng, nhà thám hiểm những vùng đất lạ, nhà hàng hải, nhà phiêu lưu, thành thạo các thổ ngữ vùng Nam Thái Bình Dương để dễ tiếp cận và nghiên cứu về các bộ tộc thổ dân vùng đó. Amelie lộ vẻ thích thú đặc biệt. Chỉ chăm chú nghe những mẫu chuyện quái đản về phong tục tín ngưỡng tính chất phác của thổ dân Canuck và đặc biệt là quan niệm đơn giản của họ về nam nữ. Jan còn kể cả những ngày hội khoái lạc và về tập quán của phụ nữ ở đảo là ở trần từ thắt lưng trở lên. Câu chuyện của Jan được mọi người nghe mê mải. Những mẫu chuyện đó cũng tái hiện trong lòng Stephanie bao nhiêu kỷ niệm tuyệt đẹp. Đôi lúc Stephanie có cảm giác Jan thỉnh thoảng nói riêng với nàng. Phu nhân, thấy không? Ở đó đôi ta đã hưởng bao nhiêu khoảnh khắc ân ái cuồng nhiệt, không thể bị thứ đạo đức giả của thành thị, của nước Pháp, của Paris ngăn trở. Chúng ta đã được trở lại với thiên nhiên hoang dã, tự do. Hai con trai của nàng cũng ngồi dự và chốc chốc lại điểm xuyết bổ sung thêm bằng cách đưa ra những nhận xét của chúng. Becky thì há hốc miệng nghe và luôn hỏi thêm cho rõ chuyện này, chuyện khác. Stephanie quan sát thấy không ai có vẻ nghi ngờ về mối quan hệ thân tình đặc biệt giữa nàng và người đang kể chuyện. Riêng Ashin thỉnh thoảng đưa mắt nhìn nàng rồi quay đi ngay. Thái độ của anh làm Stephanie rất khó chịu. Anh ta định bắt quả tang nàng chăng, nhưng Stephanie tự an ủi. Tính Ashin xưa nay vẫn thế, tò mò thốc bách. Ngay từ ngày đầu tiên nàng biết anh, trong đêm cưới anh và Amelie ở lâu đài Phẹt Mông Đi, Ashin luôn tỏ ra thích quan sát và Stephanie cảm thấy hầu như nàng không giấu được anh ta chuyện gì. Ashin luôn lột trần tâm sự thầm kín của nàng. Anh cũng biết cuộc hôn nhân của nàng và Rene là một sai lầm bởi tính tình Stephanie và Rene trái ngược nhau. Chắc chắn Amelie cũng đã kể lại với chồng
về cuộc trò chuyện với Stephanie sau hôm nàng ở Alf về. Bây giờ Amelie quan sát Stephanie và Jan, chắc chắn anh ta thấy rõ nàng đã từng yêu chàng trai Caledonia kia và Jan đến Paris chắc chắn là để gặp người tình cũ. Stephanie thầm nghĩ, chắc Arsene ghét mình lắm mới cho rằng mình đã đẩy Rene vào tình thế của một thằng ngu, tiếp đón nhân tình của vợ ngay trong nhà mình. Khốn, những lỗi ấy đâu phải tại mình, đâu phải mình gây ra cuộc gặp gỡ tối nay. Stephanie rất muốn thăm minh với Arsene, nhưng không biết phải làm thế nào. Nàng đành kể chuyện ngoài lề để ám chỉ rằng nàng không phải là kẻ đầu tiêu trong bữa ăn tối nay. Khi sắp kết thúc, mọi người đứng dậy chuẩn bị ra về. Nàng mới nhân lúc Rene máy tiếp những người khác, hỏi nhỏ Arsene, anh vừa lòng về bữa tối nay chứ Arsene? Rất hài lòng Stephanie, chị quả là đáng yêu và ông Jan Canolac đúng là người có tài kể chuyện. Còn chị thế nào, công việc tiến triển tốt chứ? Arsene hỏi và nụ cười láo lĩnh nhìn nàng. Câu hỏi về chuyện trăng hoa của nàng hay chuyện kinh doanh, bị hỏi bất ngờ, nàng lúng túng đỏ mặt đáp, cảm ơn anh. Tốt, tôi nghe công ty ta đang định xây mới thành phố Paris. Nghe đâu công ty định phá một loạt đường phố cổ lỗ xấu xí, thì phố Prince chỉ có phá đi xây mới không đây? Giọng Arsene hoàn toàn tự nhiên, không hề để lộ chút hàm ý nào, nhưng vẫn làm Stephanie tái mặt. Hai chân nàng chụt khuỵu xuống và nàng phải dịn vào lưng ghế để khỏi ngã. Nàng biết Arsene thấy rất rõ phản ứng bối rối của nàng, nhưng nàng không sao ghim lại được. Đòn giáng xuống quá đột ngột, Stephanie chưa kịp chuẩn bị đối phó. Vậy là anh đã biết, ý nghĩ lướt qua óc Stephanie như tia lửa điện. Tôi đã có lần nhìn thấy chị ngồi trên cửa xe ngựa do em mê lái, đánh chạy trên phố đó. Hôm ấy, tôi dẫn đội danh dự đổi phiên gác ở pháo đài Valve. Thấy nàng hoảng hốt, Arsene mỉm cười nói khẽ, tôi không nói với ai đâu, kể cả Amelie, về cuộc chạm trán bất ngờ hôm đó. Câu nói ngừng giữa chừng kèm thêm một cử chỉ hất nhẹ vai về phía Rene mà Stephanie hiểu rằng kể cả Rene cũng không biết. Liền sau đó Arsene lảng sang nói chuyện khác, nhưng mắt anh lại như nói với Stephanie, tôi rất thông cảm với chị, tôi không tán thành, tôi vẫn bảo vệ chị và xin nhắc chị cảnh giác, cẩn thận đừng để chuyện đó lộ ra. Vẻ mặt thản nhiên, Arsene khoác tay vợ, chào hai vợ chồng chủ nhà rồi ra đi. Lúc Stephanie đứng ngoài cổng tiễn khách, lùi lại đụng nhẹ vào ống tay áo rộng của Aimé. Lúc này, nàng rất cần tâm sự với ai đó, nàng nói rất khẽ. Đội kỵ binh hôm trước ở phố Brin chính là do Arsene chỉ huy. Tôi không nghĩ ông ấy nhìn thấy tôi trong ngôi nhà đi ra, nhưng tôi tin Arsene đã biết tôi giấu Boris xong đó. Ông ta không nhìn thấy thì làm sao biết được? Aimé hỏi, Amelie biết tôi đến gặp ai đó. Ông ta không nói với vợ, không nói với Rene, ông ta bảo vệ tôi. Em ấy không nói gì mà lại khẽ cười. Stephanie sửng sốt. Anh không thấy đáng sợ sao mà còn cười được? Tôi thấy vậy là may quá. Giả sử hôm đó không phải ông Resmond mà là Candelac hay ông Gensom thì sự việc đã dẫn đến tận đầu rồi chứ. Nước mắt Stephanie trào ra, nàng thì thầm, tôi sợ lắm em ơi. Bà chủ cứ yên tâm, đêm nay ngủ cho ngon. Sáng mai ta bàn cách đối phó cũng chưa muộn, và nhất định sẽ có cách. Hãy tin ở tôi. Aimé bỏ mặt Stephanie đó, sang phòng khách dọn dẹp và tắt đèn. Sáng hôm sau, qua một đêm chập chờn đầy ác mộng, Stephanie nắm chặt cánh cửa xe bước lên để ra văn phòng, nằm một mình miên man suy nghĩ. Lúc đến nơi, Stephanie đi thẳng vào phòng giấy, ra hiệu bảo Aimé vào trước. Nàng vào sau đóng cửa lại. Tôi phải làm gì bây giờ em ơi? Nàng vội vã hỏi. Không thấy em ơi trả lời, Stephanie hỏi dồn dập. Thôi được, nhưng anh giảng giải cho tôi hiểu tình thế của tôi hiện nay là thế nào. Mà anh ngồi xuống đó đi. Tôi đứng thì hơn, thưa bà chủ. Stephanie giận dữ. Anh dứt cái thứ bà chủ ấy đi. Tôi ngán nghe những lời lẽ quá khách sáo của anh lắm rồi. Bà chủ thông cảm. Tôi ưa sự chính xác. Và như vậy có lợi cho bà chủ hơn. Đúng vậy không, thưa bà chủ? Thôi được. Stephanie nhịn nhục nói, nhưng anh nói đi, anh lý giải thế nào về tất cả những chuyện kia? Aimé chậm rãi nói, dáng đăm chiêu. Cổ xe của bà chủ rất dễ nhận, lại thêm có tôi ngồi đánh xe. Người ta dễ chú ý đến cổ xe của bà chủ, giờ tôi đánh, luôn luôn đến phố Brin. Mỗi lần tôi đưa bà chủ đến đó, tôi như nghe thấy người ta thì thào kháo nhau. Lại bà kia và xà ít của bà ta đến. Rồi càng Stephanie rối bời, và nàng phải hết sức kiềm chế mới khỏi quát lên với Aimé.
Anh nói ngay vào chuyện đi, tôi phải làm gì bây giờ? Nàng cố lấy giọng điềm tĩnh nói, Emmy thân mến, tôi rất sợ Giang, sợ hơn ấy và sợ cả bản thân tôi nữa. Tôi rất lo cho Boris và tôi không biết tôi nên làm thế nào nữa. Làm thế nào là tùy bà chủ. Emmy hững hờ nói, Stephanie muốn phát điên lên nhưng nàng cố ghiềm bình thản nói, Emmy anh nói đi. Chúng ta thử phân tích, xem thử tình hình này sẽ dẫn tới đâu, dẫn đến hạnh phúc cho bà chủ. Câu nói thốt ra lạnh lùng, thản nhiên. Stephanie thấy thói hư ngạnh của Emmy hôm nay được tăng lên gấp 10 lần. Emmy vẫn như trêu chọc nàng, không chịu được nữa. Stephanie đấm mạnh tay xuống bàn hét, anh bước ra khỏi đây ngay, tôi không cần anh nữa. Tôi sẽ tự tìm lấy cách giải quyết, tôi không cần anh giúp nữa, tôi tự lo lấy cuộc đời tôi. Anh về nhà hay đi đâu tùy anh, nhưng tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Emmy như không nghe thấy lời quát tháo của Stephanie, chỉ lặng lặng quay sang tấm bản đồ thế giới treo trên tường. Stephanie nhìn gái Emmy và đoán được anh đang nhìn vào chỗ nào trên tấm bản đồ. Paris, rồi Noumea, rồi lại Paris. Bất lực, nàng giận dữ lấy tập hồ sơ ra nghiên cứu, cầm bút chì ghi chú lên cuốn sổ trước mặt. Coi như không có Emmy trong phòng giấy. Thấy vậy, Emmy lẩm bẩm, thưa bà chủ. Stephanie không thèm trả lời, nàng làm bộ như đang bận rộn công việc. Một lát rất lâu sau, nàng mới hỏi, cái gì cũng có giới hạn của nó Emmy. Tôi sẽ tự lo lấy mọi việc không cần anh. Tôi đi một mình và tôi sẽ giành được mọi thứ tôi cần. Emmy biết Stephanie lúc này rất bực. Thói tự ái của nàng đã lên đến tột đỉnh, thì anh cũng chỉ cần có thế. Anh đã có kinh nghiệm là chỉ khi bị dồn đến chân tường, bà chủ mới chịu nghe anh nói. Emmy bình thản đáp, tôi đang ngắm thành phố Paris, nghĩ đến hôm bà chủ và tôi rời khỏi đây. Tôi nhìn Noumea, nghĩ đến hôm chúng ta trở về. Nếu như hôm đó ông hoàng thân có mặt ở Marseille hay ở Paris, thì tình hình đã khác đi bao nhiêu. Ông hoàng thân đã đến quá muộn. Emmy có lý. Hôm trở về Paris, nàng đã quá yếu đuối, rơi vào mưu đồ của René. Nàng đã nhượng bộ chàng quá dễ dàng, mãi đến hôm bị nỗi tuyệt vọng xâm chiếm tâm hồn, không thể chịu đựng được nữa, nàng mới cầm bút viết cho Boris. Chính tôi đã viết thư mời ông ấy sang đây, nàng dịu dàng nói. Đấy chính là nhiều tai hại, hoàng thân đến và ở lì tại đây, mọi sự mới trở thành phức tạp. Việc Giang đến đây không làm tình hình dễ dàng thêm chút nào, Stephanie nói bằng giọng ôn hòa. Nàng đã muốn bàn. Emmy bắt luôn. Tôi có cơ sở để tin rằng nếu ông Genshan có đủ chứng cớ về việc ông bị cấm sừng, ông cũng vẫn không làm ầm ĩ gì đâu. Ông không đòi hỏi gì hết và bà chủ đâm rơi vào thế yếu. Chính anh đã khuyên tôi. Chứ sao, bà chủ đã nối lại quan hệ vợ chồng bình thường với ông chủ chỉ vì có một người đàn ông khác hiện đang sống ở Pháp. Chính cách xử sự đó của bà chủ gây cho ông Gesham nghi ngờ và quốc giận. Như tôi phải làm thế nào mới đúng? Cứ lạnh lùng mãi sao? Như vậy càng làm chồng nghi ngờ hơn. Bà chủ chắc đã nghe người ta nói, cách tốt nhất để nắm chặt một người đàn ông và ru ngủ anh ta là ngã đầu lên gối của ông ta. Người đàn ông thỏa mãn là người đàn ông bị tước đoạt mọi gai góc. Không thể có chuyện ly hôn trong cái xã hội của hai ông bà. Tại cái xã hội thượng lưu giả dối này, người ta có thể mặc cả thỏa hiệp, hai bên nhân nhượng nhau và kín đáo phản bội nhau. Mọi thứ đều có thể trừ ly hôn. Mọi thứ cốt để bịt miệng dư luận. Từ ngày bà chủ về Paris, ông chủ trở thành người chồng không ai dám nghi ngờ gì là không chung thủy hết. Stephanie sửng sốt nhìn Emmy. Anh định nói là trong thời gian tôi đi vắng, người đàn ông điển trai, quyến rũ còn sung sức. Emmy nói đúng, Stephanie công nhận. René dư sức, Stephanie không muốn rơi vào những ý nghĩ tầm thường. Để quên đi, nàng hỏi với thái độ chấp nhận mọi ý kiến Emmy đề xuất. Vậy anh báo tôi phải làm gì bây giờ? Bà chủ phải làm thế nào để thuyết phục được ông hoàng thân chịu về Saint Petersburg? Rồi sau đấy, bà chịu sang đó hoặc ông hoàng sang đấy ít lâu. Hoặc ở lại đây thì ông hoàng thân phải rời khỏi phố Brin. Bà chủ phải đổi địa điểm gặp gỡ. Trong lúc tôi đi tìm địa điểm khác, bà chủ tạm dùng xe ngựa thuê, không dùng xe nhà nữa. Chỉ vài câu nói của Emmy cũng đủ làm cho Stephanie thấy cuộc sống của nàng bị đảo lộn dữ dội. Tuy nhiên, Stephanie đã thoáng nghĩ đến điều đó từ trước. Vì vậy, nàng chấp thuận ngay. Tại sao đến hôm nay anh mới nói với tôi chuyện đó? Tôi biết anh nghĩ đến từ lâu rồi. Tôi chờ đến lúc chín muồi. Thế nào là lúc chín muồi? Stephanie ngạc nhiên hỏi. Nghĩa là khi bà chủ thật sự lo ngại,
Kinh nghiệm của tôi trong ngần ấy năm hầu hạ bà chủ là bà chủ có thói quen chủ quan và ương bướng, phải khi nào nguy hiểm đến gót, bà chủ buộc phải cầu cứu tôi, bà chủ mới chịu nghe tôi. Nếu không có câu nói của ông Asin tối hôm qua làm bà chủ cuống cuồng, tôi có khuyên nhủ mấy, chắc chắn bà chủ cũng chưa chịu nghe. Stephanie nhìn em ấy ngỡ ngàng, em ấy thản nhiên nói tiếp. Một thí dụ, hôm lên đên trên con tàu Maraamo ngoài biển Australia, nếu không thấy hết hy vọng, chắc gì bà chủ đã chịu cho tàu ghé vào bãi biển hoang vu. Nhưng đến đó bà chủ đã kiếm được nước ngọt, thực phẩm, quen được gia đình O'Hara, gặp được bà Karen tốt bụng, nhờ đó mà thực hiện được lời hứa danh dự với A Tài. Bà chủ xưa nay đều tự ý quyết định, có bay khi chịu nghe lời ai khuyên. Trừ trường hợp đặc biệt như thế này, ai đã nói câu nhận xét giống như thế này nhỉ? Emily hay mẹ chồng nàng, bà François? Stephanie ngẫm nghĩ và công nhận Emmy cũng như hai người đàn bà kia nói đúng. Nàng quen tự quyết định lấy, ít khi chịu nghe lời ai khuyên. Thôi được, Stephanie thở dài, tôi sẽ suy nghĩ thêm về ý kiến của anh. Thật vậy không? Câu nói của Emmy nhíu nỗi lo âu. Còn cách nào khác được nữa chứ, Emmy? Stephanie rời khỏi xe trên quảng trường nhà hát Pháp, thuê xe đến phố Brun. Khi còn cách ngôi nhà Boris 50 mét, nàng bước ra trả tiền rồi vào ngõ hẻm, vào ngôi nhà theo lối cửa sau. Tất cả những điều Emmy nói ban sáng vẫn quay cuồng trong đầu mình. Stephanie nhận thấy tâm trạng bối rối của nàng lúc này rất giống những hôm ở Numea khi thấy hai con trai sinh đôi của nàng đột nhiên xuất hiện ở khách sạn. Phải không được để chúng biết mình có quan hệ tình ái với Jan. Lần này tình hình còn nguy hiểm hơn, bởi nàng thừa biết Rame đặc biệt thâm hiểm, còn này sẽ không hấp tấp mà sẽ lẳng lặng tiến hành kín đáo, khiến nàng không thể biết mà đối phó. Stephanie thầm nghĩ, nếu có đủ chứng cứ nàng gian díu với chàng hoàng thân Nga, Rene có thể làm gì? Trước tiên chắc chắn sẽ đe dọa bà François, cho bà mẹ chồng thấy mọi bằng chứng về sự ngoại tình của nàng. Sau đó, nếu chưa đạt mục đích, Rene dám dùng đến pháp luật lắm. Stephanie thừa biết tính chàng, không ngần ngại dùng biện pháp tàn bạo nhất để bảo vệ danh tiếng cho mình. Thật y hệt bà mẹ anh ta, Stephanie đau đớn nghĩ, nhưng đồng thời nàng cũng quyết tâm đấu tranh đến cùng. Boris hệ trọng đối với cuộc đời nàng, y hệt nàng hệ trọng đối với cuộc đời Boris. Stephanie tự nhủ, phải bảo vệ Boris trước khi chàng biết có những hiểm nguy sắp giáng xuống đầu họ, xuống đầu nàng. Stephanie lại ôm nhau, lại cái hôn đắm đuối, lại hai thân thể quấn chặt nhau khi nàng gần như ngạt thở. Nói thế nào bây giờ? Stephanie thầm nghĩ, nàng âu yếm hỏi khẽ. Em đang nghĩ rất nhiều về hai ta, Boris. Boris nhướng cặp mắt sáng rực dọi thẳng vào mắt nàng. Cặp mắt chàng tràn trề hạnh phúc. Chàng đang chờ nàng nói tiếp. Nhìn đôi mắt tin cậy yêu thương của Boris, Stephanie thấy không nỡ làm điều gì không xứng đáng. Nàng nói ra những lời trái với những lời nàng dự định từ trước. Em nghĩ sau khi Candlelight đi, em sẽ được thoải mái. Anh biết, em yêu của anh, Candlelight đến đây đúng là không đúng lúc chút nào. Đấy không phải là lỗi tại em, cũng không phải lỗi tại anh. Đây chỉ là ý Chúa. Ngày mai anh sẽ viết thư cho vua Alexander kể về điều hai chúng ta hy vọng. Người sẽ rất sung sướng được gặp và làm quen với em, bởi người rất quý em, và người quý em bởi anh yêu em. Ôi Stephanie, anh yêu em biết chừng nào. Boris nhấc bổng người tình lên, đưa đi đưa lại. Theo mỗi lần đưa anh nói, anh yêu em, anh yêu em. Rồi chàng đặt nàng nằm lên giường. Khi đã dịu phần nào cơn khát ban đầu, Stephanie nhỏ nhẹ nói, công việc ở công ty hồi này bận quá. Anh hiểu. Boris đắm đuối nhìn thẳng vào mắt người tình nói, nhưng anh tin vài ngày nữa em sẽ thu xếp ổn thỏa được hết. Boris, em sắp phải đi mặt say. Stephanie nói, em tiễn anh chàng Caledoni và hai con của em chứ gì. Người Nga bọn anh cũng có phong tục như vậy. Khi tiễn người thân là tiễn đến nơi xa nhất, đến tận nơi không thể đi tiễn được nữa. Ôi, Boris, Stephanie thầm nghĩ, nhận thấy Boris luôn gắn mọi thứ với chuyện nàng sang Nga với chàng. Nàng rất ngại khi bảo Boris rời khỏi nước Pháp một mình mà không có nàng cùng đi. Nàng loay hoay không biết nên nói cách nào để đạt mục đích mà không gây choáng cho người tình. Hôm nay Stephanie vẫn không nói được gì với chàng. Cho đến một vài hôm sau, đột nhiên Boris lộ vẻ ngạc nhiên. Anh vừa thấy em trên xe thuê đến đây. Sao vậy? Hay em mê ốm?
đây rồi, dịp mai đây rồi. Nàng vừa bám lấy, nàng nói, không, em mê vẫn khỏe. Nhưng cũng như em, anh ấy phải cảnh giác. Cảnh giác chuyện gì Stephanie? Cảnh giác chồng em. René rất ghen và lại là người thâm hiểm, độc ác. Anh ấy đang rình mò, đang theo dõi hành tung của em, chờ đến lúc điều tra ra sẽ ra tay. Anh chưa hiểu ý em lắm. Anh nhớ Asin chứ? Hôm triển lãm thương mại Paris năm trước, anh đã gặp anh ấy rồi đấy. Asin de Resmond, Asin đã nhìn thấy em trong ngôi nhà này đi ra. Tình cờ thôi, hôm ấy em chủ quan, không ra lối cửa sau mà ra lối cửa trước. Stephanie giảng giải cho người tình hiểu nỗi lo lắng của nàng. Nàng cho Boris biết René đảm nhiệm công việc cục 2 của Bộ Tổng Tham mưu và trong tay có một mạng lưới phản gián quân sự. Asin không nói với ai chuyện thấy nàng trong ngôi nhà phố Brindisi và René hiện nay chưa biết gì hết, nhưng rồi chồng nàng sẽ biết. Khi đó René sẽ đến gặp vợ với một cặp hồ sơ đầy đủ tài liệu về ông Jean Suvorov, người Nga, trú ở một ngôi nhà cho thuê trên đường phố Brin. Nhà chức trách quân sự và dân sự về sự có mặt của anh, chính đấy là lại thêm một sự nguy hiểm nữa. Stephanie nói, một khách du lịch nước ngoài được thông báo là không phải người nguy hiểm, nhưng hành tung lại khác thường. Hầu như anh không ra khỏi nhà, trừ buổi sáng sớm dạo chơi bằng ngựa với vài người bạn ở sứ quán. Thêm vào đó, ông Suvorov kỳ quái đó lại luôn có 4 gia nhân bảo vệ. Những chi tiết đó sẽ làm cho cơ quan phản gián Pháp chú ý. Stephanie đưa ra tất cả những lý do có thể để Boris thật sự lo lắng, không phải cho chàng mà cho nàng. Những lý lẽ này nàng mượn của em mê. Vì thế em phải đi xe thuê để tới đây. Boris hình như vẫn chưa thấy hết vấn đề. Đúng, để tránh bất nguy hiểm cho chúng ta, Boris, anh hãy hiểu và tha thứ cho em. Nhưng em chỉ muốn xe đổ ở nơi nào khác, chứ không phải phố Brin này. Ngôi nhà này đã có người biết. Boris suy nghĩ, hay em muốn đổ xe ngoài cửa một khách sạn nào đó, nhưng phải mỗi lúc một khách sạn khác nhau để khỏi gây chú ý. Cần một nhà ga chẳng hạn, hay là nơi khách vãng lai nhiều, khách chỉ thuê phòng một hoặc hai đêm là cùng. Stephanie ôm chặt người tình, ngã đầu lên ngực chàng khóc thổn thức. Nàng không nỡ nói ra miệng những điều nhục nhã nàng phải chịu nếu sử dụng phòng khách sạn. Mọi người sẽ nhìn nàng là một kẻ ngoại tình, lén lút đi với nhân tình, rồi những cặp mắt khinh bỉ của hầu phòng, những lời thì thào đàm tiếu của họ. Ôi, Stephanie không chịu nổi nỗi nhục nhã ấy. Làm như thế, nàng sẽ biến thành một con thú bị săn đuổi, phải lẩn trốn hết bụi rậm này đến bụi rậm khác. Thấy người tình khóc như mưa như gió, Boris ôm chặt nàng vỗ về. Đừng khóc nữa, Stephanie yêu quý của anh. Anh không chịu nổi những giọt nước mắt của em đâu. Anh sẵn sàng làm mọi thứ như em muốn. Chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu cũng được. Miễn là hàng ngày gặp nhau, anh có nhu cầu phải nhìn thấy em, nghe tiếng em nói, ôm em vào lòng, hôn em. Một ngày xa em, anh cũng không chịu nổi. Anh cần hơi ấm thân thể em, cần cặp môi, đôi mắt, làn tóc, cần da thịt em, Stephanie. Anh căm giận chồng em, anh muốn thách đấu với hắn, giết hắn để đoạt lấy em cho riêng mình anh vĩnh viễn suốt đời. Ôi Boris, Stephanie ngẹn ngào ngắt lời, nhưng Boris vẫn nói tiếp. Anh muốn cướp em, đặt lên lưng ngựa, phi khỏi đây đến một nơi nào đó để dâng cho em lâu đài vàng ngọc nông nô, để cho em sai bảo, đất đai cho em sở hữu và toàn quyền sử dụng. Stephanie, em hãy kiên nhẫn thêm ít lâu, 2 tháng, 3 tháng, và chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa. Ôi Boris, anh tưởng em quá lo chăng? Không đâu, em lo sợ là có cơ sở. Chẳng tin, anh hỏi các bạn anh ở sứ quán xem. Hãy hỏi các anh Dmitry, Feja, Alex. Cặp mắt Boris tối sầm và bỗng mày chàng cao lại. Ôi, Stephanie, tha lỗi cho anh. Đúng là anh quá ích kỷ. Em chỉ nghĩ đến anh mà không nghĩ đến em. Em có chồng, có cuộc sống riêng, có gia đình. Chồng em lại ghen tuông khủng khiếp. Ôi, anh sẽ nhờ sứ quán tổ chức điều tra bí mật xem có ai theo dõi chúng ta không. Anh sẽ hỏi cả mấy tên đầy tớ của anh. Stephanie đã gieo vào lòng Boris nỗi lo ngại, và nỗi lo ngại đó đâm chồi nảy lộc ra qua cách trái. Nếu như sứ quán không tìm ra được gì thì rất có thể một trong 4 tên gia nhân của chàng đã sơ suất để lộ ra điều gì. Vì quyền lợi của chàng, của nàng, vì tình yêu của họ, Boris phải ra đi. Khi Boris không ở đây nữa, Stephanie đã có điều kiện chủ động thu xếp mọi thứ để chuẩn bị cho cuộc sống tương lai. Chiều hôm sau, khi Stephanie đến, Boris nói,
Sáng nay anh đến sứ quán, họ hứa sẽ tiến hành điều tra. Nhưng em nói đúng, một sự thật hoàn toàn hiển nhiên là có người ngoại quốc đến Paris. Cơ quan mật vụ của nước Pháp tất phải quan tâm. Đó là nhiệm vụ của họ và anh khó có thể thoát ra ngoài cái dòng đó. Và đây cũng là chuyện bình thường. 3 ngày sau, thấy Stephanie đến. Boris ôm chặt nàng trong tay như không muốn rời ra. Stephanie chợt hiểu thái độ đó, chứng tỏ chàng biết sắp phải xa nàng. Boris nói, anh vừa được sứ quán cho biết, nhà chức trách Pháp đang tiến hành điều tra anh thật. Họ tiến hành rất bí mật, quá ra anh thành nỗi nguy hiểm cho em, trong khi anh muốn xả thân vì em, vì sự an toàn của em, vì sự thanh thản yên ổn cho anh. Sứ quán khuyên anh, giọng Boris nghẹn lại, chàng cúi xuống gối đầu lên hốc vai nàng, thổn thức nói, nghe anh nói đây Stephanie, tình yêu của anh, niềm hạnh phúc của anh, niềm hy vọng của anh, người thân yêu nhất trên đời của anh. Em đừng đánh đây với anh thêm nữa. Em hãy chờ lần sau anh sang đây. Lần này anh sang đón em đi, nhưng không nổi. Lần sau anh sang, anh sẽ rước em ra khỏi hắn ta và giành lấy em như giành lấy mối tình đầu của anh. Em hãy hứa với anh như thế, Stephanie. Em hứa, em xin thề, Boris. Stephanie đáp. Lòng đau như cắt khi nghĩ rằng vậy là không phải nàng mà cả chàng đều bị đe dọa. Vậy là Honey đang tiến hành điều tra cả hai người. Stephanie quản không nghĩ đến cơ quan an ninh Pháp đã điều tra ra tên đàn bà thường xuyên lén lút với ông người Nga Suvorov này là ai. Một mệnh phụ danh giá của đất Paris, vợ của một sĩ quan cao cấp trong bộ tổng tham mưu quân đội Pháp. De Gersom, ôi nhục nhã làm sao. Không, Boris phải rời khỏi đây ngay, càng nhanh càng tốt. Nếu chậm trễ sẽ liên lụy đến chàng nữa. Nàng hòa khóc, nép chặt trong vòng tay Boris. Còn chàng thì ôm nàng an ủi. Can đảm lên em, hãy tin rằng anh sẽ sang đón em đi, Stephanie yêu quý của anh. Trái tim nàng tan nát. Lúc trước, nghĩ đến chuyện Boris ra đi, Stephanie đâu có hình dung được nàng lại đau đớn đến mức này. Không, mình không thể yếu đuối như thế này. Đấy chỉ là sự yếu đuối nhất thời. Mình phải dũng cảm để xứng đáng với chàng, với tình yêu của chàng. Phải dũng cảm để đạt được niềm mong ước cao nhất, chung sống trọn đời với chàng.